Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip tiếp theo của mình. Thì anh em nào mà đang muốn tìm kiếm, muốn mua cho mình các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp của bên Tấn Tuân Casino, hoặc anh em nào mà đang muốn tìm hiểu thêm cho mình về các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay ấy, thì anh em có thể là vui lòng anh em nhấc điện thoại của anh em lên. Anh em gọi trực tiếp đến cái số điện thoại hotline ở trên màn hình kia, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em. Đấy, hoặc anh em có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo đều được anh em nhé. Đấy, sẽ có người tư vấn hỗ trợ cho anh em, hướng dẫn cho anh em tìm hiểu về các cái dòng sản phẩm và hỗ trợ cho anh em cách đặt hàng nhanh chóng và chính xác nhất. Thì ngoài ra ấy, thì những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em cũng có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về bộ sản phẩm này. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi hay anh em alo đến số hotline trên màn hình nha. Sẽ có người ra đón anh em. Đó, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn. Thì trong cái clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho những anh em nào mà hay đi đánh sóc đĩa. Đấy, những anh em nào mà sóc cái, một cái sản phẩm mà giúp cho anh em là chẵn lẻ là theo ý muốn của anh em. Đấy, anh em có thể là sóc muốn chẵn về chẵn, muốn lẻ về lẻ và không giới hạn số lần. Ví dụ anh em muốn sóc 10 phát về chẵn, đấy, hoàn toàn là ok, 10 phát về lẻ hoàn toàn là ok. Đấy, thoải mái cho anh em theo ý muốn của anh em. Và một cái đặc biệt nữa là cái sản phẩm này anh em không cần phải sử dụng cái gì cả, anh em bát và đĩa hoàn toàn là xanh chín của người ta anh em nhé. Đấy, thì để kiểm chứng những cái lời nói của mình ấy, thì sau đây thì mình sẽ đi vào là mình sẽ cho anh em xem về cái chất lượng của cái bộ sản phẩm này trước. Đấy, sau đó sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng anh em nhé. Thì ví dụ đây, như anh em nhìn thấy là đây là một cái tiếng tứ tử. Đấy, thì thông thường những cái tiếng tứ tử này thì hầu như là làng rất là kết đánh lẻ đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mình sẽ cho nó về chẵn cho anh em cùng xem. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, sấp đôi cho anh em này. Đấy, 100% sấp đôi này. Anh em thấy không ạ? Đấy, sành vị ra cho anh em nhìn này. Sấp đôi nhá. Rất là ok luôn ạ. Đấy, mình lại giữ một tiếng sấp đôi nữa này. À. Đấy, sấp đôi này. Anh em thấy không? Rất là ok cho anh em luôn. Không sai lệch đi đâu một tí nào ạ. Đấy, lại sấp đôi một tiếng nữa này. Đấy, mình chưa xong mình đã biết là nó là về sấp đôi rồi anh em nhé. Đấy, anh em thấy không, rất là ok cho anh em luôn. Thì ví dụ đang sấp đôi này, mình lại muốn nó về lẻ đúng không ạ? Đấy, mình lại muốn nó về lẻ này cho anh em cùng xem này. Đấy, là đang về là ba trắng cho anh em này. Đấy, cực kỳ là ok luôn anh em thấy không ạ? Ba trắng này. Đấy, anh em lại muốn giữ lẻ tiếp đúng không? Rồi, lại giữ lẻ cho anh em này. Đấy, là vẫn về ba trắng cho anh em này. Đấy, anh em thấy không? Cực kỳ là ok. Còn ví dụ như khi anh em đang lẻ, anh em muốn chẵn này. Này, chẵn tiếp cho anh em. Đấy, rất là đơn giản như thế mà cực kỳ là hiệu quả anh em nhá. Đó, anh em thấy không ạ? Thì cái bộ sản phẩm này là một cái bộ sản phẩm quân vị cho anh em. Đấy, một cái bộ sản phẩm quân vị. Thì như anh em nhìn đây, đây là một bộ quân vị lá bài này. Đấy, thì cái riêng về cái bộ sản phẩm quân vị này, nó sẽ có rất nhiều loại cho anh em lựa chọn. Ví dụ như lá bài hay là vỏ bao thuốc. Đấy, đi đây mình sẽ cho anh em cùng xem mấy cái lá bài của nó này. Lá bài của nó thì anh em bên mình có thể làm được ở tất cả các lá bài cho anh em. Đó, con 4, con 5, con 6 hay như các cái con khác trong bộ bài. Đấy, từ át từ 1 đến K đấy, hoàn toàn là con nào cũng có thể làm được. Nhưng mà thông thường thì anh em hay sử dụng là những cái con 4, con 5, con 6 này thì bên mình đã có làm sẵn cho anh em. Đấy, đầy đủ các cái con và các cái chất. Đấy anh em thấy không? Đấy, anh em chỉ việc lựa chọn cho mình là anh em thích vào cái con nào là bên mình sẽ làm cái con đó cho anh em. Đấy, hoặc là vỏ bao thuốc ấy, vỏ bao thuốc thì nó sẽ có ở sẵn ở cái thành này anh em nhé. Đấy, nó sẽ có làm ở bên cái thành vỏ bao thuốc này. Thì khi anh em cắt ở thành vỏ bao thuốc này là rất là ok. Thì cái bộ sản phẩm này là một cái bộ sản phẩm là kẹp chẵn cho anh em. Đó, thì nó sẽ bao gồm cho anh em là bộ quân vị này rồi. Đấy, một bộ quân vị này thì anh em sử dụng ok.
bóc ra hoàn toàn là không tang anh em nhé. Đấy, và đi kèm theo nó sẽ là một kẹp nam châm. Thì mình sẽ cho anh em này xem là cái kẹp thì mình đã bỏ sẵn ở trong cái ví của mình luôn. Đấy anh em, nếu một cái kẹp bỏ lọt vào trong cái ví và sử dụng cực kỳ là ok. Thì khi anh em đi anh em sử dụng ấy, anh em có thể cho vào ví hoặc anh em kẹp ở tiền của anh em nhé. Đấy, anh em cho vào ví, anh em kẹp ở tiền của anh em hoàn toàn là ok này. Thì ví dụ như anh em muốn sóc nó về chẵn thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em muốn sóc về chẵn đúng không ạ? Thì đây trước mặt anh em đang tứ tử muốn sóc về chẵn. Anh em chỉ việc sóc làm sao mà cho nó ở trên cái bề mặt của cái kẹp nam châm này. Đấy, ví dụ như mình sóc cho anh em xem. Đấy, là nó đã về chẵn cho anh em này. Anh em có tin không? Đấy, về sấp đôi 100% này. Đó. À, cho anh em xem. Đấy. Tiếp tục về chẵn một tiếng nữa này. Đấy, là đã về chẵn này. Anh em thấy không? Vẫn sấp đôi. Như thế, còn ví dụ anh em đang chẵn này anh em muốn nó về lẻ thì cũng rất là đơn giản nhá, anh em chỉ cái ví này anh em lật ngược này. Đấy, ví dụ như cái ví thì anh em lật được, còn ví dụ như là cái kẹp nam châm không thì anh em cũng lật ngược. Anh em hình dung không ạ? Đấy, ví dụ như là mình anh em hình dung đây là cái kẹp nam châm nhá. Đấy, anh em đang để là anh em sóc đã chẵn này. Anh em muốn về lẻ thì bước đầu tiên anh em phải lật cái này lại. Đấy, lật úp nó xuống như này. Đấy, thì là bước thứ nhất, bước thứ hai là anh em kẹp cho mình một vị. Ví dụ đây là một cái vị trắng. Đấy, vị trắng thì mình sẽ kẹp cái vị trắng này lại thì nó sẽ về ba trắng anh em nhé. Đấy, đây. Mình sẽ kẹp vị trắng này thì nó sẽ về ba trắng. Thì những anh em nào hay đi sắp cái anh em biết rồi. Kẹp một cái vị trắng này thì nó rất là đơn giản cho anh em thôi. Đấy, về ba trắng này. Đấy, còn ví dụ anh em muốn về ba đen ấy thì anh em lại phải lật ngược cái này lại. Đấy, lật ngược cái kẹp này lại một lần nữa. Đấy, sau đó anh em kẹp một cái vị đen này thì nó sẽ về ba đen. Đấy, rất là ok, rất là đơn giản như thế thôi, ba đen. Anh em thấy không ạ? Độ hiệu quả của nó mang lại thì cực kỳ là cao rồi, mà hoàn toàn là bát đĩa xanh chín của người ta. Nên là khi anh em sử dụng thì rất là ok. Thì anh em nào ấy mà muốn tìm hiểu thêm về cái bộ sản phẩm này, hoặc anh em đang muốn đặt mua cho mình cái bộ sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình của anh em đây. Hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được anh em nhé. Sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng. Thì ngoài ra anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình ấy, thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm này. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi anh em alo số hotline sẽ có người ra đón anh em và dẫn anh em vào trong cơ sở cho anh em trải nghiệm thực tế về cái bộ sản phẩm này luôn. Còn những anh em nào ở xa thì bên Tấn Tuân Casino sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách này. Đấy, hoặc là qua bưu điện. Thì khi anh em nhận hàng anh em sẽ được phép kiểm tra hàng sau đó thanh toán tiền. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Tất cả các sản phẩm bên mình đều phải là chất lượng tốt thì mới dám cho anh em kiểm tra hàng. Đấy, nên là anh em yên tâm, không phải lo lắng cái vấn đề gì. Thì ngoài cái bộ sản phẩm này ra, bên Tấn Tuân Casino còn rất nhiều bộ sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp như là về sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu, bài lá. Đấy, có rất là nhiều sản phẩm cho anh em lựa chọn. Thì anh em mà đang quan tâm cho mình những cái sản phẩm nào hoặc đang muốn tìm hiểu thêm cho mình những các dòng sản phẩm cờ bạc bịp hiện nay ấy, thì anh em có thể là vui lòng nhấc điện thoại lên và gọi đến số hotline trên màn hình đây, sẽ có người trực điện thoại tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em cụ thể từ A đến Z luôn, để anh em hoàn toàn yên tâm. Thì cuối video ấy, mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Thì anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.